Hà Hồ tiểu tiết tung hứng với Lệ Quyên, hãy về với em, em cần chị. Khoảnh khắc Hà Hồ và Lệ Quyên thân thiết cách đây hơn chục năm bất ngờ được netizen đào lại. Lệ Quyên và Hà Hồ từng là cặp chị em thân tình của Vbiz, không chỉ gắn bó trong công việc, cả hai còn rất thân thiết ngoài đời sống. Tuy nhiên, đến năm 2015, thông tin cả hai cạnh mặt nghỉ chơi bùng nổ khiến dân tình dậy sóng và cho đến nay, Lệ Quyên và Hà Hồ cũng hạn chế nhắc về nhau. Tuy nhiên, sau drama công khai chia bai tính tình Lệ Quyên của chuyên viên trang điểm Hùng Văn Go thì mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa giọng ca tình lỡ với Hà Hồ lại được mang ra bàn tán. Mới đây, mạng xã hội tiếp tục đào lại đoạn clip tương tác vô cùng thân thiết giữa Lệ Quyên và Hà Hồ. Cụ thể, trong chương trình giọng hát Việt mùa đầu tiên, Lệ Quyên xuất hiện với vai trò khách mời, sau khi biểu diễn, nữ ca sĩ và bốn huấn luyện viên giao lưu vui vẻ với nhau đến lượt mình chia sẻ thì hà hồ không ngừng phấn khích khi gặp được người chị thân thiết nữ hoàng giải trí nhún nhảy tíu tít với lệ quyên còn ta thiết ngỏ ý mời đàn chị về đội của mình chị hãy về với em em cần chị chị hãy về với em em cần chị huấn luyện em Đoạn clip tương tác của Lệ Quyên và Hà Hồ được dân tình chia sẻ rần rần khắp các hội nhóm mạng xã hội. Ai cũng bất ngờ vì không nghĩ cả hai từng có khoảnh khắc thân thiết đến như vậy trên truyền hình. Hiện tại, Lệ Quyên và Hà Hồ hạn chế nhắc đến nhau, cả hai đang có cuộc sống viên mãn bên nửa kia của mình. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình bạn đẹp và nổi tiếng một thời của Vivit. Hà Hồ thẳng tay gạt bỏ Lệ Quyên khỏi loạt ảnh trên trang cá nhân. Mối quan hệ giữa Hà Hồ và Lệ Quyên vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm. Đặc biệt là kể từ sau ồn ào cạnh mặt nhau, hành động của Hà Hồ đối với Lệ Quyên mới đây đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Cụ thể, tại một sự kiện tại Hà Nội, thu hút đông đảo nghệ sĩ tham dự đã bất ngờ nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc không hẹn mà gặp, Hà Hồ và Lệ Quyên bất ngờ đụng mặt nhau, còn người trung mâm tại sự kiện. Dù cũng xuất hiện trong một sự kiện, tuy nhiên cả hai dường như không để ý tới nhau, giữ khoảng cách xuyên suốt cả sự kiện khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Ở một diễn biến mới nhất, Hà Hồ còn bất ngờ có động thái phũ phàng trên trang cá nhân với Lệ Quyên. Cụ thể, chia sẻ những khoảnh khắc tại sự kiện này, Hà Hồ không đăng bất kỳ tấm ảnh nào với Lệ Quyên. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng có mặt trong khung ảnh của giọng ca cả một trời thường. Chính điều này đã khiến netizen dậy sóng, liên tục bàn tán xôn xao trước những động thái đầy ẩn ý của Hà Hồ và Lệ Quyên. Tuy nhiên, sự tình như thế nào có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Trước đó trong showbiz Việt, mối quan hệ giữa Hà Hồ và Lệ Quyên vẫn luôn là chủ đề được dư luận quan tâm, đặc biệt là kể từ sau ồn ào cạnh mặt nhau, được biết cả hai từng là chị em rất thân thiết với nhau trong showbiz. Bẵng đi một thời gian, khán giả không còn thấy Lệ Quyên và Hà Hồ xuất hiện cùng nhau nữa. Chính những điều này đã làm xuất hiện những lời đồn đoán về mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của hai chị đại vi-bít, thậm chí là đồn cạnh mặt nhau giữa hai người đẹp đình đám showbiz. Về tin đồn mâu thuẫn với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên từng úp mở nói rằng đều là những người trưởng thành rồi, đều là những người làm chủ cuộc sống, suy nghĩ của mình. Không vì một điều gì mà gượng ép cả, cứ để mọi thứ nó tự nhiên. Đó là điều tôi nói đến trong lĩnh vực tình cảm, đặc biệt là tình cảm bạn bè. Hết tình bạn, tôi và Hà vẫn là đồng nghiệp, cãi nhau không, lỗi lầm cũng không. Chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ như trước được nữa, có thể tự dưng hết duyên. Bọn tôi vẫn văn minh, việc ai nấy làm, nhiều chương trình trong và ngoài nước. Chúng tôi vẫn hát với nhau thường xuyên. Tôi nghĩ Hà cũng chẳng có gì với mình cả, chỉ là bất đồng quan điểm và khác về cách hành xử. Tất nhiên, còn có những điều riêng tư tôi không tiện chia sẻ. Nhưng đến đây là đủ rồi, mọi người đừng bận tâm đến những điều đó nữa, chuyện gì xảy ra trước mắt thì cũng là câu trả lời an bài rồi. Hãy để cho chúng tôi sống thật tự nhiên và bình thường. Còn về phía Hồ Ngọc Hà, Nữ ca sĩ thường để tránh những câu hỏi về người bạn thân cũ. Có thời điểm, cộng đồng mạng xôn xao vì khi Lệ Quyên chia sẻ về mối quan hệ của hai người, Hùng Ngọc Hà đã ngay lập tức đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý lên mạng xã hội, đã không muốn để ý đến ai rồi mà cứ lôi mình vào câu chuyện, làm quà hoài. Ít người đại giếng là có thật, ộp ộp mà cứ nghĩ mình hay nhất. Có giỏi thì hãy bước ra ngoài đi, say hello, nói xin chào với bạn bè quốc tế, xem có làm được không. Nhiều tin đồn nói rằng, Kể từ khi Lệ Quyên thân thiết với vợ đại gia Châu Đăng Khoa, tình cũ Hồ Ngọc Hà, dường như tình bạn của Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà sẽ không thể hẳn gắn lại được như xưa. Đàm Mỹ hưng nam ca sĩ thân thiết với cả hai nữ ca sĩ, cũng chia sẻ rằng rất khó để nói với quan hệ này được trở lại như ban đầu. Cả showbiz cũng đều mong Lệ Quyên và Hồ thân thiết như ngày xưa. Hiện tại, cả hai đang có những cuộc sống và sự nghiệp riêng. Hồ Ngọc Hà đang hạnh phúc với tình trẻ Kim Lý và con trai subel trong đó nữ hoàng phong trà lệ quyên vẫn hoạt động nghệ thuật có cuộc sống sung sướng bên cạnh tình trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ